mà hàng xóm láng giềng chúng không chịu ngủ được, từ 1 giờ cho đến 8, 9 giờ sáng chúng tôi kêu gạo bao nhiêu năm rồi nay vẫn chính quyền vẫn chưa giải quyết chúng tôi. Thì cô chuyển ra đây là cô ấy giết năm nay cũng về 20 năm, thì lúc nào cũng ổn. Cô xem hầu như là một năm trời và một tháng chúng tôi cứ thức trắng như thế, cứ đều đều như thế. Đêm trắng, quý vị đã từng trải qua tình trạng này bao giờ chưa? Nếu thường xuyên phải thức trắng đêm thì sẽ vô cùng ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe. Hôm nay, xin mời quý vị hãy đồng hành với Lương Hồng để trải nghiệm một đêm trắng ở vùng ngoại ô của thành phố Hải Phòng và tìm hiểu nguyên nhân. Đây là podcast Nhịp sống đất cảng đang được phát trên ứng dụng TFPON của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Podcast Nhịp sống đất cảng. Chiếc xe của tôi xuất phát từ trung tâm thành phố lúc 1 giờ 30 sáng và xuôi về phía ngoại ô để bắt đầu chuyến đi khám phá cuộc sống về đêm. Khác hẳn với nhịp sống ban ngày ồn ào náo nhiệt, không khí Hải Phòng về đêm trầm mặc và bình yên đến lạ. Đường phố vắng lặng, lác đác mới có một vài chiếc xe xuất hiện. Sau khoảng 30 phút di chuyển thì tôi đã có mặt tại huyện Kiến Thụy, cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 16 km về phía đông nam. Đi tiếp khoảng chừng 15 phút thì tôi khá ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng nhà nhà ở đây đều đã sáng đèn. Không khỏi tò mò và tôi quyết định dừng lại để tìm hiểu. Chào chị, xin hỏi địa chỉ đây là ở đâu về ạ? Bây giờ là đang ở là đội 4, thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Chị có thể cho biết tên được không? Tên tôi thì Cao Thị Phượng. Bây giờ mới khoảng 2 rưỡi sáng, nhưng tôi thấy nhà nào cũng đã sáng đèn. Không biết là hôm nay ở đây có sự kiện gì không chị? Báo cáo với cô là ở đây thì cũng không có cái sự kiện gì cả. Thế nhưng mà ở đây thì là cứ tầm này là đã thức dậy rồi. Bởi vì là có cái nhà cô ấy bên này cô ấy giết lợn. Thế là cô ấy cứ làm ầm ầm cả hàng xóm lên. Cứ thường như những cái ngày như thế này mà đấy các cô xem ấy, cứ từ giờ lợn kêu cho đến 5 giờ sáng là đấy cô xem đã thức trắng chưa. Đấy lợn ấy nó cứ như vậy, bắt đầu là giờ nó đang kêu đấy, nó đang ịt ịt rồi đấy. Cái con lợn nó bắt ra nó như vậy, nó kêu cái tiếng nó vang, nó hét như thế đấy. Cô xem như vậy đấy, cô thử một tí như vậy có chịu được không? Thì chịu được. Ầm cả xóm lên, nó xối vào trong óc cứ như kiểu là có cái gì đó nó hét ở trong mang tai của mình. Nó có âm ảnh, nó làm gì nghĩ con lợn ấy nó cứ vang, nó hét mãi như vậy, nó khủng khiếp luôn ấy. Chị đã sống ở đây bao nhiêu năm rồi và tình trạng này thì kéo dài lâu chưa? Tôi ở đây thì là 50 năm rồi. Cô ấy giết năm nay cũng về 20 năm, hầu như là một năm trời và một tháng chúng tôi cứ thức trắng như thế, cứ đều đều như thế. Ôi khổ lắm cô ạ. Người ta nói chán rồi vẫn thế. Nói thật với cô là làm những cái tiếng ồn của ảnh hưởng đến gia đình nhà chúng tôi sát cạnh như này, nói thật với cô là cái trí tuệ thông minh của các con nó cháu tôi nó cũng giảm đi ý. Lắm hôm nhà mà 12 giờ chưa giết lợn nên là đã cảm tưởng là đang giết lợn rồi, đã ồn ào, các cháu đã giật mình. Rõ ràng những chia sẻ của chị Phượng cho thấy tình trạng ô nhiễm tiếng ồn do hoạt động giết mổ lợn đã tồn tại trong một thời gian dài ở đây. Được biết, tính đến tháng 3 năm 2024, tại 17 xã trên địa bàn huyện Kiến Thụy có tổng số 87 hộ giết mổ lợn không tập trung, trong đó có 44 hộ giết mổ lợn. Vậy thì những hoạt động này đã có tác động như thế nào tới môi trường sống của người dân nơi đây? Tôi đứng ở đây thì thấy mùi rất khó chịu. Vậy hàng ngày chị sống ở khu vực này thì thấy thế nào? Cái mức thải đây là cái tiết nó ra, nó nao náng ra một cái đoạn kênh rất chi là lớn, mà cái sau đó chỉ cần từ hôm trước hôm sau cái nó thành ra một váng nước, nó đen lắm mà xong nó có cái mùi bốc lên, nó ôi thối, không thể cho ra được. Nếu mà nước chảy ra chảy vào thì nó còn tạm, mà nước không chảy ra chảy vào đứng đấy thì nó phải hàng tuần, hàng nửa tháng là cái nước nó váng đen rồi. Mà đúng, thậm chí là nó thật với cô là quá ô nhiễm, nó hơi suốt ngày suốt đêm,
thậm chí người ta bảo là kho cái lối thức ăn này nó phải có mùi vị thơm, mình đây chỉ có mùi vị của gia đình nhà bác cái giết mổ lợn này, lúc nào nó cũng luyện quyện vào trong người, mà có khi vào trong nhà ấy, thực lòng là rất chi là khó chịu. Chị thấy chính quyền địa phương có vào cuộc không chị? Có vào nhắc nhở rồi, nhưng mà bây giờ người ta cũng cứ vẫn làm, chưa thể làm gì được. Rồi bên môi trường cũng vào cuộc nhiều nhưng mà không còn thua. Chỉ được hôm trước hôm sau là gọn gàng sạch sẽ rồi, xong đó từ đấy đi đại đâu ở đấy. Mình mong muốn các cấp các ngành làm sao để cho được những cái người mà sát dân như thế này cho ra ngoài được chỗ khác thì tốt hơn. Sáng, tôi rời khỏi xã Đại Hà. Tiếng lợn kêu xé đêm, mùi hôi thối nồng nặc và hình ảnh những gương mặt bơ phờ, mệt mỏi sau nhiều đêm thức trắng của người dân địa phương dường như vẫn theo xe của tôi trở về thành phố. Được biết hiện nay ở các khu vực vùng ngoại thành của Hải Phòng có hàng trăm khu lò giết mổ không tập trung vẫn ngang nhiên tồn tại và tình trạng ô nhiễm ở mức đáng báo động. Trong khi người dân thì vẫn đang chờ đợi trong mòn mỏi chuyện di dời. Đây sẽ tiếp tục là chủ đề của số podcast Nhịp sống đất cảng lần tới. Và thời lượng của chương trình hôm nay cũng đã hết. Những người thực hiện chương trình Lương Hồng, Chiến Thắng, Tô Hương xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả.